Xin chào tất cả các bác nha. Lời tiên thì chúc các bác sẽ có một thời tiên giãn và là biệt sự trong những thông tin mới khi xem video của em. Như tôi đề hôm nay sẽ đang làm một chiếc video để dẫn các bác đi thăm lại mấy cái cây sầu riêng mà em đã trồng được này. Cũng được hơn nửa tháng bác, chắc cũng 17-18 ngày rồi. Bữa em trồng là cuối tháng 5 anh bác, bữa nay là cũng khá là giữa tháng 6 rồi. Những cây sầu riêng đã trồng được 16-17 ngày đấy các bác, khá là xanh đấy. Nói chung video này thì cũng mang tính chất tham khảo thôi, bởi vì còn phụ thuộc vào kỹ thuật cũng là cách chăm sóc của từng nhà vườn đó. Cứ chia sẻ đến thôi các bác, gì được thì chúng ta tiếp thu, còn cái nào chưa được thì chúng ta cùng nhau giao lưu học hỏi, tích lũy kinh nghiệm bác. Rồi, cây đã trồng được hơn 15 ngày đó bác. Hôm trước thì em cũng đã quay cái video cách trồng cây cao bác ạ. Bữa nay thì vẫn phải che chắn lại bác, tại khu vực này nó không có cây che bóng bác. Khu vực này nó khá là trống trải, cho nên là đặc điểm của cây sầu riêng con là các bác mới mang về trồng là chắc chắn là phải che mát lại bác. Nếu mà không phải che bóng thì chắc chắn là phải che mát lại, che mát rồi là chắn gió lại. Và quan trọng nhất vẫn là tưới nước liên tục bác. Nói chung là không mưa là các bác cứ 2 ngày là tiến hành tưới một lần bác. Như mấy cây này là cứ 2 ngày là tưới một lần bác. Rồi, khá là xanh luôn. Dưới gốc để tránh cho nó thoát hơi nước thì chúng ta tiến hành tủ gốc bác. Đây, tủ gốc lại, tủ gốc để nó tránh nha, thoát hơi nước, giữ ẩm cho nó bác. Đây, tạo điều kiện nó môi trường cho nó để nó phát triển tốt nhất, chắc chắn là phải giữ ẩm bác. Cái này thì em đã tưới một lần humic với lại một lần phân gà nở bác. Hôm trước thì em cũng đã hướng dẫn các bác tưới humic cũng như là tưới phân gà nở rồi. Phân gà nở thì cây lúc nhỏ này chúng ta sẽ thành hình tưới ngâm cho nó rửa rồi tưới thì nó đảm bảo nó cây nó sẽ hấp thụ được luôn bác. Đấy, cứ phải che mát tủ gốc, tưới nước thường xuyên. Còn trên này thì tiến hành phun thuốc sâu cũng như là phun các dòng phân bón lá luôn các bác. Phun thuốc sâu, nói chung cơ đọt này phải phun thuốc sâu bác, tránh trường hợp là bị côn trùng nó cắn á. Nói chung cứ đi cơ đọt là chúng ta tiến hành phun thuốc sâu liền. Rồi, che chắn các kiểu. Được 17-18 ngày rồi. Đây, còn đây là mấy cái cây trồng được cũng 8 tháng bác, phát triển khá là ổn định. Trời bữa nay cũng mới mưa xong bác, nắng cả mười mấy ngày luôn, nắng cả nửa tháng bác. Đúng, nắng cả nửa tháng. Cái bữa em trồng là mưa bác, bữa em trồng là mưa, đến bữa nay mới mưa lại đây, 17-18 ngày rồi. Mấy cây này cũng che chắn lại nhé các bác, cứ phải che lại các bác. Nói chung là chăm sóc giống như ngoài vườn ươm ấy, chẳng qua là chúng ta mang ra đất thôi, còn cách chăm sóc thì như ngoài vườn ươm ấy, 2 ngày tới một lần là che mát các kiểu các bác. Chứ mà ngoài vườn ươm người ta chăm sóc đặc biệt mà, 2 ngày một ngày người ta tưới một lần, tưới kích rễ rồi là bón phân bón lá thường xuyên mà chúng ta mang về bỏ bê là rất là khó phát triển các bác. Khá là mướt luôn, cây này tốt nhất các bác. Này em trồng dặm có 3 cây à? Khá là xanh luôn. Mới mưa xong giờ vẫn còn mưa. Chứ hôm qua em mới tới mà. Ok, như vậy là video dẫn các bác đi thăm lại mấy cây sầu riêng trồng được hơn nửa tháng này, mà chứ cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bác đã xem video rất là nhiều. Chào tạm biệt các bác nha.